Rồi ok, xin chào các bác. Thì đây là cái video quay bằng cái con V50 và V60 ở cái chế độ Full HD 1080 60fps nhé. Đây, em đang đi bộ đây. Đó, các bác có thể thấy thời tiết ban ngày, cái thời tiết lúc này tầm buổi chiều cũng khá là mát mẻ thôi, không không nắng chói chắt, nắng gói gắt quá. À. Rồi, em sẽ chạy một đoạn cho các bác xem nhé. Đó, chạy nè. Rồi, ok. Đây, đã có mấy bông hoa này. Vừa mưa xong các bạn. Rồi, ok. Rồi, em sẽ chạy lại một đoạn nữa nha. Đó, các bác có thể thấy ở đằng trước có một cái tòa nhà rất là đẹp. À, theo em ấy thì năm nay cái camera của con V60 nó không có cải tiến nhiều. Em cũng có đài bài đánh giá chi tiết rồi đấy. Đây. Tí nữa em sẽ làm cái video với con Wing nữa. Xem thế nào. Rồi. Ok, em sẽ chuyển trang cam trước nha. Rồi. Đây là cái video bằng cam trước. Thì cái con V50 ấy nó không có cái Full HD 60fps đâu, mà nó chỉ có 30fps thôi. Và con V60 thì có 60fps luôn. Đấy, các bác có thể thấy này. Đó. Trên màn hình ấy thì em đang thấy là hai con này có vẻ chống rung như nhau các bạn. Đây, các bác có thể thấy, em chạy một tí nhá. Ê. Con V50 là cầm tay trái các bạn. Rồi, mình sẽ đi ngược sáng một tí xem nào. Rồi. Các bác có thể thấy. Đây là ngược với cái ánh sáng của mặt trời đây. Rồi. Rồi, ok. Đó, các bác có thể thấy được. Tí em sẽ làm cái video bằng quay bằng hai con này về ban đêm như thế nào nhé. Rồi, ok, xin chào các bác. Thì đây là cái video 1080 60fps nhé, giữa con V50 và con V60 quay ở chế độ ban đêm nhé. À quên, quay ở điều kiện ban đêm. Nó cũng chưa đêm lắm, nó cũng khá là tối thôi. Đây, các bác có thể thấy như trên màn hình ấy, thì em đang thấy là em đang để đủ sáng màn hình hai con này tầm 50%, thì em thấy là cái màn hình của con V60 ấy, nó sáng hơn các bạn. Đó, các bạn có thể thấy. Còn nếu mà tính ra độ chi tiết ấy, em đang thấy là con V50 nó ổn hơn. Ví dụ như này, các bác có thể nhìn thấy cái chữ khi mà chuyển cảnh này. Đấy, cái con V50 nó chuyển cảnh nó mượt hơn. Đấy, và cái con V60 nó cứ giật giật kiểu gì ấy, không rõ được. Đây, các bác có thể thấy này. Trời, lúc này nó gần tối thôi, nhưng mà có ánh điện rồi, tối hết rồi. Cái đoạn đường này khá là ồn các bạn. Để xem là hai con nào nó ghi âm tốt hơn. Đây, các bạn có thể thấy này. Em thử chạy xem nó chống rung thế nào các bác nhé. Rồi. Đó. Đang chạy đó. Đó. Thì khi mình chạy mình thấy là cái con V60 ấy, nó cái khung cảnh nó bị giật 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 kiểu gì ấy, cảm thấy khá là khó chịu các bạn. Đó. Rồi, ok. Mình xem có cái gì để mình quay xem nó, cho nó chi tiết hơn một chút xíu. Đây, cái bảng này này. Đó. Có cái đấy không? Rồi, tiếp theo nhé. Rồi, mình sẽ thử vào cái cành cây, nó hơi tối tối này xem nào. Đã là tối các bạn không nhìn thấy gì. Rồi, ok, mình sẽ chuyển sang cam trước nha.
Rồi, đây là cái video bằng cam trước quay ban đêm nhé. Thì cái con V50 quay video cam trước chỉ có 1080-30 thôi. Rồi đấy là cái con V60 em cũng phải để ở chế độ 30fps thôi. Đấy, các bạn có thể thấy này. Đó. À. Rồi, nó có thể thấy không? Rồi, em thử chạy cho các bạn xem nhé. Mình thấy mình chạy một lúc thì mình thấy là đấy, đứng lại chỗ này xem nào. Đây, đang hơi bị xuôi sáng một tí. Đó. À, ngược sáng nào. Đó, các bạn thấy nào. Thì hiện tại mắt em đang nhìn thấy ấy, thì là tới hai con này nó cũng xem nhau thôi. À, cảm giác là cái con đây, các bạn nhìn thấy này, cảm giác cái con V60 nó chi tiết hơn ở cái lá cây ở phía sau đầu em này này. Đó, các bạn có thể thấy này. Nhưng mà không hiểu là sao khi mà cứ khi nào mà đung đưa cái máy ấy, con V60 nó cứ hơi giật giật tí các bạn. Ok.